For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chuyển đến những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Nhận điểm số siêu thấp, chị đẹp Hồng Nhung bình luận gì khiến dân tình xôn xao? Thưa quý vị, sau vòng công diễn 4 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tiết mục Hương Ngọc Lan nhận số điểm thấp trở thành đề tài bàn tán của đông đảo khán giả xem truyền hình. Vòng công diễn thứ tư của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã lên sóng vào tối ngày 6 tháng 1. Ba nhóm của ba đội trưởng Hồng Nhung, Thu Phương, Khổng Tú Quỳnh lần lượt trình diễn các tiết mục Hương Ngọc Lan, Mashup Hoa Nở Không Màu, Bông Hoa Đẹp Nhất, Mashup Cánh Hồng Phai, Đóa Hoa Hồng. Kết quả, tiết mục Hương Ngọc Lan nhận số điểm thấp nhất là 188 điểm, Mashup Cánh Hồng Phai, Đóa Hoa Hồng nhận số điểm 269, Mashup Hoa Nở Không Màu, Bông Hoa Đẹp Nhất có số điểm cao nhất là 305. Kết quả này được quyết định bởi số phiếu bình chọn từ 357 khán giả nữ có mặt tại trường quay. Dù nhận số điểm thấp nhất, nhưng nhóm Hương Ngọc Lan với các giọng ca Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lưu Hương Giang, Uyên Linh, Phương Vi đã mang lại cho khán giả xem truyền hình nhiều cảm xúc, đặc biệt là sự xúc động. Trong vai trò nhóm trưởng, Hồng Nhung tự làm khó mình và học múa ba lê để tạo nên điểm nhấn đặc biệt cuối phần trình diễn. Hồng Nhung cho rằng đây là kỳ tích của chính bản thân mình. Hay, mang lại nhiều cảm xúc mà tiết mục Hương Ngọc Lan chỉ nhận số điểm quá thấp khiến đông đảo khán giả xem truyền hình bày tỏ sự phẫn nộ. Trên trang cá nhân, Hồng Nhung có bài viết chia sẻ cảm xúc về tiết mục sau vòng công diễn 4. Dưới phần bình luận, một khán giả đã để lại bình luận khen ngợi tiết mục Hương Ngọc Lan, 10 điểm không có nhưng. Đáp lại lời bình luận này, Hồng Nhung viết, hơn chứ, 188 điểm. Bình luận của nữ diva nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân tình. Theo nhiều người, nữ diva gốc Hà Thành có bình luận nhẹ nhàng mà thâm thúy, sâu cay. Sau vòng công diễn 4, Lưu Hương Giang, Khổng Tú Quỳnh, Đoan Trang là ba chị đẹp phải dừng lại cuộc chơi. Việc ba chị đẹp tài năng phải nói lời chia tay chương trình cũng khiến cho đông đảo khán giả ngỡ ngàng, tiếc nuối. Tại vòng công diễn 5 sắp tới sẽ có 3 nhóm gồm nhóm Mashup Tìm Lại và Chưa Bao Giờ gồm các chị đẹp Hồng Nhung, Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Phương Vi, Diệu Nhi và Hò Henie được dẫn dắt bởi nhóm trưởng Mly. Nhóm Mashup Diễm Xưa và Đại Minh Tinh gồm các chị đẹp Mỹ Linh, Trang Pháp, Uyên Linh, Linh Ly, Ninh Dương Lan Ngọc và Huyền Baby được dẫn dắt bởi nhóm trưởng Thu Phương. Nhóm Mashup Walk Away và Tìm Lại Giấc Mơ được trình diễn bởi nhóm chị đẹp Được Hồi Sinh. Bên cạnh đó, vòng công diễn 5 còn phần thi đối kháng cá nhân. Vòng đối kháng cá nhân có 7 bài hát, trong đó 6 phần thi hát và 1 phần thi nhảy. Với mỗi bài hát thì mỗi đội sẽ chọn ra một người để trình diễn bài đó. Tương ứng với mỗi bài hát sẽ có 3 thành viên từ 3 đội tham gia. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.